Gái mới chào anh em à. Hôm nay em mới về được con 3T72 18 ngựa anh em. Mới bao hàng nghĩa địa anh em ơi. Bao hơi, bao cốt. Bao đủ đồ chơi cho anh em luôn. Là từ chút đang hới anh em. Đây có một số anh em cứ hỏi em tại sao máy có dấu hiệu sơn thì đem quay cho anh em coi nè ha. Hàng nghĩa địa nó gì luôn nè, đó anh em thấy nước sơn nó chảy không đó, thì anh em nhìn là biết liền ngày sơ dấu sơn mới hay cũ là những biết liền ha. Tại máy này mấy em rửa sơ sơ rồi nè, nếu mà cái sửa nước sơn lại thì nó không có dấu được mấy dấu gì anh em, bụi cát dơ gì đây như vậy đây sao em sơn được đúng không đó anh em cứ coi ha. Và khi em rửa sạch quá thì anh em nói em sơn, còn nếu không rửa thì nói không rửa làm sao mà nhìn thấy nó đẹp hay không. Thì bên em toàn xài là không mấy rửa nè à. Em quay kỹ anh em coi ha, cái này là con bụi nó ha, đó anh em có này là sơn nó chảy xuống ha, đó đó anh em có kỹ ha, đó thấy không, máy này thì còn rất là đẹp anh em, đủ các phụ kiện luôn nha. Nó khổ gì đó bán khi mà mình lựa máy đẹp bữa ra thì nó đẹp thì nó lại là nó lại là bảo sơn, còn nếu mà máy nó xấu quá thì mấy anh em lại chê chứ em hiểu không nổi luôn, thấy không. Thì hàng nghĩa địa lúc nào ở chỗ bong chóc nếu em sơn là không có chừa mấy chỗ này đó anh em, cái này là mua hàng nghĩa địa chính cống thì lúc nào phải có chỗ chạy chỗ chóc chứ không phải chỗ nào cũng liền lạc hết nữa nha. Thì em quay cho rõ ràng cho anh em coi đây chút chút khói đó rồi đề, cái này em chuẩn bị nổ anh em coi ha. Thì hàng nghĩa địa luôn lúc nào phải có chỗ chày chỗ xước chứ không phải được như thùng mới linh ga thì nó giá nó hơi cao nè, không phải hơi cao mà giá nó rất cao nha. Còn hàng nghĩa địa bán giá bình dân anh em xài thì nói chung cũng gì cũng được, cũng khá là ok rồi. Đây các bánh mu li bánh chớn sao còn đầy đủ hết anh em ơi. Đây quay coi kỹ chút nắp lắp anh em coi ha. Đó, còn thông số anh em có thôi, thông số này khi nào anh em cần nhu cầu sử dụng thì cứ đọc đúng thông số này thì em sẽ chọn máy đó cho anh em. Rồi thôi anh em xài dầu chuẩn bị nổ cho anh em coi. Mở cái này có con chút này nè, dở canh dầu lên mở chút này nè, nó chảy ra. Cái xiết chưa đi, có xiết chưa đi? Chưa mở luôn á. Ừ. Đừng có mở chút dầu ra mất con có chảy xước này kia nó bong chốc. Rồi chuẩn bị nổ anh em, sang hiện đang xáy dầu chuẩn bị nổ ha. Rồi được rồi, dỡ ống nó lên. Ừ. Bên em là xưởng điện Khánh Xuyên anh em, chuyên gia công các loại bình nước ngọt Xuyên Hàn, lắp đặt cano máy âm. Bên em có dùng máy Mitsu Kuotai Suzu Yanma Isaki, thì tùy theo đợt anh em chứ không phải lúc nào cũng có hàng sẵn ha. Cái bình nó hư rồi, bên kia rồi, bên đây cũng được nè. Cái này là test thực tế cho anh em coi luôn ha. Coi cho cái mặt coi, để đi xài cái kẹp nó xét nó hư cái lò xo, lắp đây nè cái gì nè, để cho anh em coi ha.
hơi rất là chắc anh em. Mình cứ bóc bóc nè, đây đi, đây đi. Nhấp là chạy nhấp đi. Nhưng chạy rất là lực anh em. Bảo đảm anh em đặt vỏ dòng dân ma này thì khỏi bàn cãi ha. Chạy rất là bền. Còn thì các dòng khác thì em không có dám tự tin nha. Còn dòng dân ma này anh em khỏi bàn cãi luôn. Rất là bền. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm những hộ kinh anh em ha. Lần nữa xin cảm ơn anh em.